Trong chính sách của nhà nước về di sản văn hóa, dự thảo luật quy định nhà nước bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu di sản văn hóa, của người đại diện. Tôi đề nghị ban soạn thảo cần có các quy định cụ thể cho các trường hợp di sản văn hóa tôn giáo. Di tích văn hóa là cơ sở tôn giáo của các tổ chức tôn giáo, do các tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý, sử dụng và là đại diện cho chủ sở hữu. Để giải quyết các tồn tại bất cập, chồng chéo lâu nay trong công tác quản lý di tích giữa tổ chức tôn giáo và các ban quản lý di tích. Với hơn 2.000 năm lịch sử, Phật giáo đã trở thành một thành tố văn hóa không thể thiếu trong truyền thống văn hóa, văn hiến Việt Nam. Phật giáo đã tạo dựng nên kho tàng di sản văn hóa ở cả lĩnh vực di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và di sản tư liệu. Theo số liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các di tích Phật giáo có 15 di tích quốc gia đặc biệt, 829 di tích quốc gia và hơn 3.000 di tích cấp tỉnh, thành phố. Bộ Mộc Bản Chùa Vĩnh Nghiêm đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và còn nhiều mộc bản ở các chùa đã được công nhận là bảo vật quốc gia mà chúng ta có niềm tin trong tương lai sẽ được UNESCO ghi danh thế giới. Di sản, di tích văn hóa Phật giáo chiếm khoảng 25-30% tổng số di tích trong cả nước. Các ngôi chùa vừa là cơ sở tôn giáo, vừa là di tích lịch sử văn hóa theo luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 quy định do Tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam trực tiếp quản lý. Giáo hội cũng là người đại diện, chủ sở hữu chung cộng đồng theo Điều 211 Bộ Luật Dân sự 2015. Do đó, tôi đề nghị dự thảo luật cần quy định rõ ràng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức tôn giáo trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong những trường hợp này. Thứ ba, dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi lần này được đánh giá là có nhiều điểm mới về di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia phù hợp với thực tiễn hiện nay, hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa và phù hợp với công ước của UNESCO. Quan tâm tới quy định đăng ký di vật, cổ vật tại Điều 39 dự thảo luật, nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đăng ký di vật, cổ vật thuộc sở hữu của mình với Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch nơi thường trú. Theo tôi, việc quy định đăng ký di vật, cổ vật là hết sức cần thiết. Qua đó, chúng ta có thể quản lý, nhận diện qua mã số, hình thành bộ dữ liệu di sản, quản lý việc trao đổi, mua bán di vật, cổ vật, ngăn ngừa vấn nạn đánh cắp di vật, cổ vật trong các di tích, chùa chiền hiện nay, cũng như ngăn chặn nạn chảy máu cổ vật ra nước ngoài. Tôi đề nghị ban soạn thảo cần quy định mối liên hệ ràng buộc chặt chẽ giữa việc đăng ký di vật, cổ vật với quyền lợi ích của chủ sở hữu khi tham gia vào thị trường trao đổi, mua bán, trưng bày các di vật, cổ vật đã được đăng ký. Có như vậy thì việc khuyến khích đăng ký mới có hiệu quả. Tôi cũng đề nghị chính phủ cần có chiến lược hồi hương cổ vật, đưa di vật, cổ vật có nguồn gốc Việt Nam ở nước ngoài về nước để thực sự khuyến khích tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phát hiện, mua, hiến tặng, chuyển giao cho nhà nước di vật, cổ vật có nguồn gốc Việt Nam ở nước ngoài về nước, thì dự thảo luật cần tính đến việc quy định miễn các loại thuế, phí liên quan cho các di vật, cổ vật được hồi hương về nước không vì mục đích trao đổi, mua bán, kinh doanh, kiếm lời,